Mình không lên 9 được, chắc là cố gắng roll Khazik 3 cộng 1 con Kai'Sa thôi. Bông! Kai'Sa có... có bao Kai'Sa rồi nha. Tay nhanh! Bam! Bạc! Thanh Long siêu tốc! Ba ra ba bùm! Quyết định đúng đắn! Roll tiếp rồi! Pow! Cả dịch bà phải đồ biến. Thôi không mong cho đồ trộm vặt nữa vậy. Tự ra thì ra. Giờ đấy hay ta cho gát nhỉ. Luyện cung hai hàng sau độc hành. Đấu sâu. Đấu sư được 45 AP với cho gát to ở đâu nhỉ. Thử vậy xem. Ba trời kho báu xong rồi ba ngoại binh luôn mà xịn vãi nổi thế. Ba cắn phát chết còn Ilaoi luôn là cũng phải hơi bị đam to đấy. Thế chế lại được bao nhiêu đâu, công nhận không? Học giả hay đấu sĩ? Cả con này cũng được ấy nhưng nó không kích được cái hệ gì nữa nhìn khó chịu cực. Trời, tôi lại cắn con bé tí vậy. Lâu ngày không gặp rồi. Má, mày còn lâu ngày không gặp nữa. Ôi, Cassadin. 135 máu, thằng vừa xong à? Ừ, 135 máu nhưng mà thật ra nó không có gì mạnh hơn. 135 máu thì các bạn được quyền bán nhiều hơn thôi. Nói chung là cái hashtag đấy nó mở ra cái cơ hội để cặp bách ấy mà. Chứ thật ra bản thân nó cũng không có gì hơn thế nữa à. Phải xa gia đình buồn à. Ok. Cắn vắt chết luôn đúng không? Không chết được xe dù trâu vậy rồi. Ogat có thể nào mà giết được. Ui chả giết được con gì luôn. Để cái trò hashtag cái điếm đấy. Cứ hồi giáp lên thôi, nó là 4 hashtag đúng không? Đúng. Nhiều khi còn thua nhỏ nhưng có võ à? Nó chỉ thua nhỏ nhưng có võ nếu mà các bạn khởi đầu nhỏ nhưng có võ thôi. Còn nếu mà hashtag 2 hoặc hashtag 3 ấy, thì cái 135 máu nó khá là lợi. Đặc biệt là hashtag 3 lúc các bạn biết là bài các bạn yếu quá rồi. Cũng lấy phát 135 máu kéo top. Cái này nó thẳng luôn, mấy cái hashtag đấy thì làm gì có kỹ năng gì. Nó chỉ là hashtag hên xui thôi, để một số trường hợp các bạn kiểu comeback được ý. Có gì nữa? Được biết. Lấy cả đầu, đầu nghĩa với việc đầu game không có cơ hội tranh đồ á. Ờ đúng rồi, chính xác. Cái thằng 135 máu này lúc nào nó cũng ở trên. Tại vì máu nó tính theo số mà nó không phải là phần trăm. Lấy hack đấy đầu game khác gì tự hủy. Không là công nhận là hack này là hack đầu tiên nó tệ vãi nổi. Nghĩ là thấy tệ lắm rồi. Sao máu lobby hôm nay lại lên 100 vậy là hack mới đấy các bạn. Một biến rất thân kết liễu vào thì mình khó chịu hơn tí. Mình ăn thằng này là tôi đang muốn thua cơ. Bị kết liễu luôn. Ăn một phát cắn hay là đi rồi. Cắn overtime nữa thì đi chắc. Như này à, 4-3. Sẽ đi lắp đồ đa hay phép á. Chưa biết được. Dù vật lý cảm giác không ngon. Mấy cái đồ trung tính như cuồng đao, diệt bàn tay không đủ ngon. Có khi là phải kiểu mấy đồ thế mà không giết được luôn. Có khi Jerry nó phải là mấy đồ phép ý chứ. Chưa thử, để khi nào thử AP Jerry xem có mạnh hơn không.
Nguyên sàn luôn à, ông này à ra tự chế. Mất sai ăn giờ bài này đi với con khổng lồ nào, đi với bò. Hoặc trận này chúng ta có thể thử chạy 7 đột biến thêm, nhưng mà tôi khá chắc là 7 đột biến gì chứ, đột biến này trông như còn què à. Chuyển 80% sát thương thành sát thương chuẩn, nhưng mà rồi sao nữa? Câu hỏi duy nhất chúng ta phải đặt ra đó là xong rồi sao nữa? Chơi có khi phải thử carry Kha'Zix chứ, thằng này hũ to thế. Kha'Zix bùa xanh nhảy nhảy nhoi nhoi nhoi, bùa xanh huyết kiếm à. Kha'Zix chơi kiểu sống còn chứ không chơi kiểu dồn sát thương, bùa xanh huyết kiếm cái gì á. Ông này hũ 6 rồi mà hòm cũng to to rồi. Siêu cô chưa? Thử rồi. Đột biến này mạnh nhất ở vãi cả nồi, ông nào vào đột biến này mạnh nhất vậy? Tất cả đội đều được hiệu ứng công nghệ à? Phế thế. Chiến lợi phẩm, túi cứu thương. Giờ nó không có cho gát hộ vệ nữa rồi. Nên là bài này không hấp dẫn lắm. Nghĩa là chắc vẫn phải là chế lợi phẩm thôi. Đột biến nào mạnh nhất á? Đột biến á? Tỷ lệ đánh ấy, tỷ lệ đánh thêm đòn hoặc là đột biến hắc tinh. Hắc tinh thì nó mở ra bài rất là lạ. Bài mấy bài chiến giáp thiên thần, cách xa các thứ thôi. Nên nói chung đoạn này cho gát được cắn cũng ngon. Mỗi tội đoạn này vẫn thua. Cái vọng ông này vẫn OP quá nhỉ. Xích nhưng lại cầm nước mắt á. Xích bàn tay à. Crit phép có crit đam đột biến không á, trời ơi. Đam của các bạn được crit và phụ thuộc vào là các bạn dùng chiêu hay các bạn đánh thường. Kha'Zix thì nó là đánh thường thôi, thì lúc nào cũng được crit hết. Chứ quan trọng gì đâu, bro. Thế này à? Để tạm vào đây à? Thì nó thay tướng sau. 5 đột biến, bột xanh cho Mazaha. Tôi muốn thử bột xanh Kha'Zix. Nói chung là tạo này con Kha'Zix nó hơi bị ngố. Chơi thử mà đây nó ngố. Căng thế nhở? Chơi ngố nhảy nhảy rất kinh, rất điệu. Không có sao nữa chứ. Đang, nhiều máu này. Trời ơi, đấy, không thấy không? Nó lấy cái nhiều máu mà bây giờ nó còn 78 máu. Hơn tôi có 10 máu. Công lấy cái này xong rồi công thua thôi mà. Ông thua cứ một lượt công thua mất một đống máu. Bởi vì hashtag các ông không có ấy. Tôi cảm giác Kha'Zix màu xanh nó giống như kiểu trôn ấy không ạ. Nhảy qua nhảy lại liên tục. Ừ, cái vấn đề là của Kha'Zix nó là cái animation. Tức là cái thời gian ra chiêu quá lâu ấy. Nếu mà các bạn để cho Kha'Zix màu xanh ấy, nó cứ nhảy qua nhảy lại ấy, nó không hiệu quả. Sau đột biến luôn. Đù. Mỗi con đều có bùa xanh cho bản thân mình. Đấy. Cầm lấy, không phải ngại. Kha'Zix bùa xanh choi. Nhưng mà chắc là đột biến kết liễu thì Kha'Zix bùa xanh cũng được các bạn. Choi. Thì con Kha'Zix này dùng được cái True of the Haunt, cái chiến lợi phẩm. Choi. Ari đột biến á, nhưng mà Kha'Zix không có sát thủ yếu á. Sửa lại hiệu ứng kỹ năng của Kha'Zix á. Ừ, nhảy chậm quá. Không nhìn vào xem. Thế á. Úi dồi, rấm cho kìa. Này phải là nhà ngoại binh. Đây là 1.999.999 tỷ% vào thằng nhà ngoại binh. Lắp đồ luôn đi, trận này sắp tới đi rồi. 7 đột biến cái quái gì.
Đấy, cũng khó chịu đấy. Đấy, kiếm súng đoạn này OP đấy nhỉ, xem được bao nhiêu. 1800 máu luôn, không mang 1. Chắc biết lấy gì luôn các bạn. Tập gai à? Mấy trăm máu hack nữa à? Ờ đúng rồi, hồi từ chế lợi phẩm nó cũng đúng. Nó cái hồi máu của hack tech nó cũng tính vào đấy các bạn. AP toàn đội ngon hơn hay là học giả ngon hơn? Đồ tàn mạn quá, như kiểu đột biến siêu công nghệ vậy. Đột biến này có nên chơi siêu cô không? Thật ra thì bài mình nó chết cũng nhanh, tôi nghĩ siêu cô cũng được. Ari trả thêm được bao nhiêu đam mà phát chết luôn thì khá thích vồ phát chết luôn một con này. Không chết được, nhảy lại nhờn. Tham 7 đột biến lại hóa hột đột hột quỵ à, thử phát. Không phải thử cái gì đấy mới lạ chứ, chơi bài này bình thường thì có gì đâu. Quan trọng là làm sao ra được Kai'Sa. À đây rồi, trang bị đầy đủ. Một xung quân lực yếu khi ở đấu sĩ vô dụng, trang bị đầy đủ đi. May quá có cái này cứu mình ấy. Siêu cô giao tranh tôi không nhầm, nó kết thúc trong có vài giây thôi mà. Siêu cô ok đấy, nhưng mà siêu cô búp cho ai? Búp cho Cho'Gath với cả Kassadin à? Chứ thật ra bài này chẳng có con nào đáng được búp cả, nói thật. Kha'Zix thì vào ra chiêu luôn. Chắc búp cho Echo à? Siêu cô Echo à? Một đồ cho ba con này nữa là bài mình ok đấy. Cái khó của mình đó là con Manta 1 bị ăn đam lan chết luôn. Áo Cho'Gath này đang được búp vào sao? Tí là chết à. Game lừa vãi nổi. Toàn 5 tiền nhưng không phải cái xa. Kai'Sa Manza, Kai'Sa Manza. Có trang bị đầy đủ bài này mới lết được một tí các bạn. Tôi khá chắc là nếu không có trang bị đầy đủ thì anh em mình đỡ đi rồi. Thế tập con này hút giáp kháng phép vô dụng với nhà mình. Nhà mình sát thực chuẩn mà. Hai lượt cho biến mất luôn. 7 đột biến là 80% sát thương chuẩn các bạn. Tức là gần như là các bạn đánh bỏ qua hết giáp về kháng phép luôn. Giáp về kháng phép nó không tồn tại nữa luôn. Được phết này, Kha'Zix đoạn này bắt đầu ok rồi này. Tôi nghĩ là do cái đột biến sát thương kết liễu này nó mạnh với Kha'Zix ấy. Tức là nó giúp cho Kha'Zix nó dứt điểm mục tiêu rất là nhanh. Chưa có bóp Cho'Gath à, khổ quá, không có bóp. Siêu cô làm sao bóp được Cho'Gath? Công hiểu thế này nhá. Con Cho'Gath này ấy, sau khi con siêu cô búp ấy thì bản thân nó đã được thêm thêm 50% máu tối đa. Cho nên nếu các bạn nhìn thấy con Cho'Gath của tôi mà con nổ ấy, mà nó có 50% máu ấy, thì có nghĩa là đằng nào nó cũng chết. Được chưa? Thì có gì đâu mà bóp. Nhiều người vẫn không hiểu cái câu chuyện đấy. Nhìn nhá, siêu cô búp vào ai? À siêu cô còn chết, còn đã búp được vào ai đâu. Chính ra đột biến này rất ngon cho Kha'Zix luôn ấy, cảm giác thế. Đoạn này bài mình chẳng có gì luôn. Thế là đoạn này bài mình có trang bị đầy đủ. Mạnh là đúng cái trang bị đầy đủ luôn. Bàn tay 5 tiền ngon hơn. Tầm này áo chắc lựa chọc chọc lắm. Tại vì mình giao tranh mình kết liễu nó nhanh quá. Nhà Rek'Sai 3 chết con mẹ rồi. Thế giờ mình lại có Rek'Sai để roll, có ấy để roll. Có Cho'Gath để roll. một cào chết luôn. Một cào nữa chết tiếp. Cào cái chết nốt. Cào. Con gì nhở? Con Galio tuy là không bị khống chế nhưng mà vẫn bị giảm mana à? Cái đột biến kết liễu này nó ngon các bạn. Tôi cảm giác nó ngon á. Tại vì Kha'Zix cứ nhảy vào là kết liễu được. Bài tôi chẳng có gì. Bài tôi hỏi các bạn có bài nào phèn ỉa như thế này không?
Chẳng qua là tôi đang không cảm nhận rõ được là sự khác biệt nằm ở đột biến kết liễu hay là nó nằm ở hay là nó nằm ở cái gì quên tên rồi, hay là nó nằm ở trang bị đầy đủ. Magic 37 đột biến kết liễu. Ông còn lốc con chó khác của tôi nữa à. Càng thế xếp đội hình chỉnh cao quá. Thật ra con Khazix đang là con gánh mà. Pha nào Khazix cũng gánh mà. Với cả có một cái quan trọng là cái Thrill of the Horn ấy. Cái ôi, đám to nhất ở Cho'Gath luôn, nó vãi chua. Cái này này, cái chiến lợi phẩm này nó giúp cho con Khazix nó sống được không ạ? Mình không lên 9 được, chắc là cố gắng roll Khazix 3 cộng 1 con Kai'Sa thôi. Nếu mà ra được thì ra, không ra được thì thôi. Kai'Sa có này. Hay thôi, mà tôi roll mẹ đi xem nào. Xem là nó như nào. Siêu cô 2 có hơn gì đâu. Rồn sắc lại. Bỏ qua Rexha này. Tay nhanh. Anh Long siêu tốc. Ui. Ừ. Quyết định đúng đắn. Rồn tiếp luôn. Khazix 3, 7 đồ biết. Ở đó là anh Long 8 con à. Tại sao tôi phải roll? Tại vì quả này có 5 thằng sống tính là tôi. Thì mỗi thằng cầm 2 con 4 tiền hay sao? Hoặc là mỹ nhất là 1 con. Nếu mà tôi không roll bây giờ không bao giờ có cửa lên được nữa. Một cào một thằng à? Ui, đúng thật, một cào một thằng luôn mà. Nhưng mà mỗi tội là con Khazix bị một vấn đề là nếu đối phương chạy chạy ấy, là Khazix không có đuổi theo được. Chết luôn. 9-3 năm hóa kỹ. Thì lấy cái găng có gì đâu đẹp. Nếu mà có cái kiếm thì đẹp. Thì đi chợ lấy được cái kiếm thì đẹp. Có cái vô cực là được rồi các bạn. Trang bị đầy đủ Khazix vô cực. Hoặc lấy một đồ nữa cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái kiếm là đẹp nhất đấy. Thì lấy cái kiếm là đẹp. Nhưng mà đoạn này là mình cào hết rồi. Không. 7 đột biến 4 sát thủ được không? Sao có cái học giả này ngon quá. Thôi lấy luôn. Đoạn này học giả thì bài mình đẹp luôn. Kai'Sa sát thủ bỏ Eco đi á. Kai'Sa sát thủ thì nó không có dùng. Các bạn không học giả. Các bạn bỏ Eco xong các bạn dùng con học giả khác thì nó cũng không mạnh đúng không? Không, đột biến này bây giờ tôi không hiểu sao nhưng mà trận này cảm giác nó khỏe quá ấy. Nhìn này toàn 10.000 sát thương trắng này. GG go play à? GG. Biết là không có cửa thắng rồi ấy. Mạnh quá. Thật ra ấy, có một thứ nữa mà mình quên không tính là trong trận này ấy. Đấy là đấu sư. Khả năng cao mình mạnh là do đấu sư nhá.